Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây là cách niệm Phật nhiếp tâm. Cách niệm Phật nhiếp tâm. Niệm Phật có lúc sẽ quên mất cũng không sao, nhớ lại thì nhanh chóng niệm tiếp. Niệm Phật không nên bó nơi chốn ở đâu cũng được, cũng không câu kệ thời gian nào, ngày đêm đều có thể niệm. Nằm trên giường không nằm, niệm ra tiếng, niệm ba tiếng bổn thương tâm thể, thân thể thương khí, niệm mặc niệm. Nếu như muốn nhiếp tâm có thể dùng Ấn Quang đại sư ba phương pháp này nói rõ ràng. Ấn Quang đại sư bản thân niệm Phật suốt đời ngày thì chúng ta nghĩ đến đây là Phật Bồ Tát tái thế, đó lai thị hiện cho chúng ta phương pháp này thích hợp nhất cho chúng sanh hiện tại. Thứ nhất, hiện trừ trong tâm sinh ra từ trong miệng, miệng niệm ra một được rất rõ ràng thấu đáo, lại từ lỗ tai mà nghe vào, nghe âm thanh bản thân niệm Phật, cho nên tốc độ niệm Phật không nhanh quá. Quý vị vị xem Ấn Quang đại sư niệm Phật từng chữ A Di Đà Phật, không từng chữ rất rõ. Rõ ràng từng chữ, nghe rõ ràng. Thứ ba là mỗi câu hiểu biết là câu thứ mấy. Ở trong 10 câu không nằm lẫn chút nào, chỉ nhớ 10 câu dùng tâm nhớ, không nên có dấu vết. Trừ thứ nhắc đến thứ 10 niệm đến thứ 10, sau đó lại từ thứ nhất niệm đến thứ 10. Câu niệm Phật của tôi là câu thứ mấy trong 10 phương? Câu niệm Phật hiệu niệm cho rõ ràng, nghe được rõ ràng, nhớ được rõ ràng, không thể A Di Đà Phật một A Di Đà Phật hai, như vậy là sai rồi. Không thể niệm vậy, ngay cả nhớ trong tâm cũng không quên. Luyện tập đến ngay trong tâm cũng không nên có dấu vết. Như vậy A Di Đà Phật hình như trong tâm đã có hai điều, không nên trong tâm có, trong tâm chỉ có 4 chữ A Di Đà Phật, nhớ cho rõ ràng. Như vậy gọi là chí vị nhất tâm, vọng niệm của quý vị không quản sanh khởi được. Nếu như là niệm cho rõ ràng, nghe được rõ ràng, cần ghi nhớ sẽ có vọng niệm thấm thấu vào vọng niệm. Xem tập và phải dùng ghi nhớ rõ ràng, vọng niệm sẽ không sanh khởi sanh tới nữa. Lúc bắt đầu hơi khó niệm, đến một tầng hai tầng lễ hiền quên rằng phương pháp này tốt, không những bản thân có thể niệm cho hết phiền não, niệm cho hết tạp niệm. Đây là điều kiện phải có đủ để chúng ta được sanh tịnh độ. Hy vọng mọi người nên tin tưởng câu nói này là chân bất hư thông, phải là lời nói dối thân. Tâm chúng ta mạnh khỏe, niệm Phật nơi cư trí tiêu tai khỏi nạn cũng nhờ niệm Phật. Ngoài niệm Phật không ra phương pháp nào tốt cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.